thời điểm này cũng đang là mùa mưa lũ tại một số quốc gia khác. Nigeria đang phải trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ, khiến cho hơn 600 người thiệt mạng và khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Thảm họa này đã ảnh hưởng đến 27 trong số 36 bang của Nigeria. Quốc gia này thường xuyên hứng chịu các đợt lũ lụt theo mùa, nhưng đợt lũ năm nay thì tồi tệ hơn nhiều so với thông thường. Chính phủ Nigeria cho rằng nguyên nhân mưa lũ bất thường là do biến đổi khí hậu. Tình trạng ngập lụt được dự báo là tiếp tục kéo dài đến hết tháng 11. Giới chức Nigeria cũng quy trách nhiệm cho nhiều bang đã không chuẩn bị kỹ càng để ứng phó với thảm họa lũ lụt kinh hoàng, bất chấp cảnh báo đã được phát đi từ trước. Tại Thái Lan thì nước lũ vẫn chưa rút ở nhiều vùng, gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt thường ngày của người dân. Thế nhưng từ chiều cường, một quán mì Thái nằm dọc theo sông Tha Chin ở trung tâm tỉnh Nakhon Pathom, miền Trung nước này, vẫn kiên trì mở cửa, mang đến cho thực khách già trẻ lớn bé một cảm giác độc đáo, đó là vừa ăn vừa lội nước. Những ngôi nhà và dân cư ở ven sông Chao Phraya vẫn đang phải đối mặt với dòng nước lũ, có nơi sâu hàng mét. Nhưng trận mưa lớn do bão Nubu vào tháng trước cùng với việc xả nước từ một số đập ở các tỉnh Đông Bắc Thái Lan đã khiến dòng nước ở các nhánh sông nhỏ dâng cao hơn, đổ cả về sông Chao Phraya. Nhưng điều này dường như không phải là trở ngại đối với quán mì gà Pazit nằm ở dưới một cây cầu vượt cao tốc và đã hoạt động hơn 30 năm. Thật là lạ, lần đầu tiên tôi bước vào đây. Ôi cái bàn ngập nước, tránh ướt nên tôi phải đứng ăn. Điểm độc đáo của quán mì này ở chỗ, thực khách sẽ được massage chân miễn phí bằng những đàn cá. Những con cá này bị cuốn theo dòng nước dâng, chúng đến đây rỉa những tế bào chết ở trên chân du khách, giống như một phương thức tẩy da chết tự nhiên. Nó khá kỳ lạ, những chú cá gặm chân bạn suốt. Lúc đầu cháu hơi sợ nhưng cuối cùng thì rất vui. Thích thú nhất dường như là trẻ em. Chúng cho cá ăn, chơi đùa với lũ cá, giống như được đến khu vui chơi thủy cung vậy. Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ mở quán, với mực nước dâng cao thì ai sẽ đến ăn. Nhưng vì có cá và khách vẫn ghé qua, điều đó đã tiếp thêm động lực cho tôi để tiếp tục bán hàng mỗi ngày. Khách đến rất đông vì họ mong muốn được cho cá ăn, đồng thời cũng giống như được chăm sóc đôi chân. Nhiều khu vực khác nhau ở Thái Lan, bao gồm miền Bắc, Đông Bắc và miền Trung, đang phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng liên tục trong ít nhất một tháng qua, ảnh hưởng đến hơn 224.000 hộ gia đình. Nhưng trong tình huống khó khăn này, nhiều người dân Thái Lan vẫn lạc quan và tận hưởng những buổi massage miễn phí mà dòng nước lũ mang lại.